Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp trúng số trong cái tháng 6 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Thì chúng ta đã biết đấy, cái tháng 6 âm lịch nó là tháng Tân Mùi, đúng không ạ? Chúng ta có Tân Kim Mùi Thổ, được cục diện là Chi Sinh Nhâu Can. Vậy nên là tháng này cũng là một tháng khá là cát lợi, may mắn với một số những con giáp sau đây. Hơn nữa, trong cái tháng này nó lại là cái tháng có nạp âm ngũ hành là thổ đó, Tân Mùi là lộ bàng thổ. Vậy nên những con giáp có cơ hội may mắn trúng số đời đời đó là những con giáp có mệnh kim này, kim mệnh thổ và mệnh mộc. Thưa quý vị, thì để xét xem là con giáp nào có cái cơ may trúng số thì cái cơ may trúng số nó là một cái vận may về tiền bạc, tài lộc, đúng không ạ? Và cái tiền bạc nó đại diện cho hai cái sao, đó là cái thiên tài và cái chính tài. Chúng ta có chính tài và thiên tài. Và thiên tài. Thì cái chính tài thì nó đại diện cho cái tài lộc mà chúng ta bỏ công bỏ sức ra làm, đúng không ạ? Cái chơi công việc hiện tại của chúng ta cho những cái công việc thường ngày. Và cái chính tài nó là cái tài lộc mà nó đến bằng cách là chúng ta bỏ công bỏ sức ra và nó tích lũy dần dần, đó. Còn cái vận thiên tài là nó cái vận may mà trời cho, có cơ hội là may mắn nó bất ngờ nó ập đến. Và mỗi người chúng ta sinh ra thì đều có một cái số mệnh khác nhau. Trong mỗi con người thì đều có năm tháng ngày giờ sinh, có hoàn cảnh, đúng không ạ? Và có những cái kiến thức khác nhau. Vậy nên mỗi khi mà cái thời vận thay đổi, ngày tháng năm, cái mùa nó thay đổi, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cái số phận của chúng ta. Và đặc biệt trong cái tháng 6 âm lịch đây tới đây ý, thì sẽ có những con giáp sau đây dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì chúng ta biết ý, cái vận chính tài, đúng không ạ? Chính tài và thiên tài nó là cái hai cái vận đại diện cho vận trình về tiền bạc. Khi mà quý vị mà được cái thiên tài nó chiếu mệnh ấy, thì dễ có cơ hội gặp được nhiều cái may mắn trong cuộc sống. Như là gì? Dễ có cơ hội được trúng số đổi đời, dễ có cơ hội làm ăn thì gặp nhiều may mắn, và dễ nhận được những khoản tiền thưởng bất ngờ, hoặc là nhận được những cái bản gọi là hợp đồng hay là gì, tài sản có giá trị lớn được sang tên cho. Đó. Thì đó là cái vận thiên tài. Vậy là cái thiên tài và chính tài nó tính như thế nào? Thì cái thiên tài nó dựa vào cái thiên can của tháng. Chúng ta biết thiên can Tân nó là kim, đúng không? Kim thì sẽ bị gì? Bị hỏa nó khắc. Hỏa thì chúng ta có hai thiên can Bính và Đinh. Như vậy Tân nó là âm kim. Đấy, như vậy là chúng ta có gì? Có Bính hỏa. Bính mà gặp Tân thì nó là chính tài nhá. Tức là những người có đơn âm sinh được số 6. Và Đinh hỏa khắc Tân Kim thì nó là thiên tài, tức là những người đơn âm sinh là số 7. Vậy thì chúng ta cùng xét xem là trong cái tháng 6 âm lịch thì cụ thể nó sẽ rơi vào những con giáp nào và những con giáp nào là có cơ hội trúng số đổi đời. Thì ngay sau đây chúng ta cùng phân tích nhé. Thì đầu tiên chúng ta biết là cái thiên can Tân ấy, Tân Kim đúng không ạ, bị Đinh hỏa nó khắc, nó là vận, nó vận thiên tài. Thì cái thiên tài, cái những người mà có thiên can Đinh ấy, thì là những người có đơn âm sinh số 7 nhé, bao gồm tuổi sau này. 1997 là tuổi Đinh Sửu, có ngày thuộc thủy. Thứ hai là Đinh Mão là 1987, ngũ hành là hỏa. Và một Đinh Thị là 1977, ngũ hành là thổ. Tiếp theo là Đinh Mùi là 1967, ngũ hành là thủy. Tiếp đến là Đinh Mùi này, sau đến Đinh Dậu là 1957, ngũ hành là hỏa. Và cuối cùng là Đinh Hợi là 1947, ngũ hành là thổ. Thì đây là những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Đó là những người có thiên can Đinh, được cái vận thiên tài này chiếu mệnh. Đó. Thì chúng ta biết để xét về cái con giáp nào là con giáp may mắn nhất cho những con giáp này
thì chúng ta sẽ xét dựa vào cái gì, cái nạp âm ngũ hành. Cái nạp âm ngũ hành đúng không ạ, thì tân tháng thân mùi nó thuộc thổ, thổ thì sinh kim, vậy nên những người tuổi mệnh kim ấy sẽ là những người may mắn nhất, thứ hai là những người mệnh thổ, và thứ ba là những người mệnh mộc. Đoạn mộc khắc thổ thì là tài tinh. Vậy thì chúng ta cùng xem là những con giáp nào là con giáp may mắn nhất nhá. Thì đầu tiên là những người mệnh kim đúng không ạ, kim thì trong những con giáp này không có, thứ hai là mệnh thổ đúng không ạ. Thổ là chúng ta có 1977 là đinh tị và 1947 là đinh hợi, thì những người tuổi đinh hợi sẽ may mắn hơn, xếp vị trí số 1, đinh tị xếp vị trí số 2. À, những người tuổi đinh hợi sinh năm 1947 hoặc là 2007 ấy, thì được cục diện là hợi mão mùi là tam hợp. Cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình của những người tuổi đinh hợi gặp nhiều cái may mắn. À, trong thời gian này mà những người tuổi hợi dễ dàng sẽ nắm bắt được cái vận may, tìm kiếm được nhiều cái cơ hội để gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. Bên cạnh đó, một số người tuổi đinh hợi cũng sẽ có cơ hội trúng số đổi đời và gặp được nhiều cái may mắn. Thêm nữa là những người tuổi đinh tỵ ấy thì sẽ xếp vị trí số 2, do được cục diện là tỵ ngọ mùi là cục diện tam hội, thì cái tam hội nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình nó được thuận lợi hanh thông, và cũng sẽ có quý nhân xuất hiện mang lại cho quý vị những cái cơ may nhất định về tiền bạc tài lộc. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thì đối với những người tuổi đinh hợi 1947 ấy, thì quý vị có thể sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để mà trợ vận hộ thân. Còn những người tuổi đinh tỵ 1977 thì quý vị sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là tỵ dậu xíu quý vị nhé. Đó là hai con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo là những người mệnh mộc, thì trong những con giáp này không có tuổi nào mệnh mộc đúng không ạ. Tiếp đến là chúng ta có những người mệnh còn lại, những mệnh thủy và mệnh hỏa đúng không ạ. Những mệnh thủy thì bị thổ nó khắc, còn những người mệnh hỏa thì được gì, thổ hỏa thổ nó tương sinh. Như vậy là những người mệnh hỏa sẽ tốt hơn những người mệnh thổ. Những người mệnh hỏa thì chúng ta có 1987 là đinh mão và 1957 là đinh dậu, thì những người từ đinh mão sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 3, những người đinh dậu sẽ xếp vị trí số 4. Những người từ đinh mão được cục diện là hợi mão mùi là tam hợp đấy, thì cục diện tam hợp nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình nó được hanh thông hơn, quý nhân thì luôn song hành giúp đỡ. Trong thời gian này thì những người làm công ăn lương cũng sẽ có được cái công việc nó thuận lợi hanh thông hơn, còn những người buôn bán kinh doanh làm ăn, những người đầu tư ấy, thì cũng sẽ dễ nhận được cái vận may lớn. Nói chung ấy, những người làm tư thì sẽ may mắn hơn những người làm việc cố định trong thời gian này. Vậy nên là gì, quý vị cứ yên tâm nhé, là trong thời gian này dễ có cơ hội được gia tăng thêm vận về tiền bạc và tài lộc. Và cuối cùng chúng ta còn những mệnh thủy 1997 và 1967, thì 1967 sẽ may mắn hơn, xếp vị trí số 5, 1997 xếp vị trí số 6. Trong thời gian này thì chúng ta biết là với những người tuổi 1997 ấy, đinh sửu ấy, thì bị gặp cục diện là sửu mùi được tương xung. Tuy vẫn được lộc ấy, nhưng nó lại bị xung khắc, vì vậy mà gì, cái lộc nó cũng sẽ kém hơn, đòi hỏi quý vị cũng sẽ phải vất vả hơn, cẩn thận hơn, tỉ mỉ hơn trong công việc, trong cuộc sống đó. Và để có được cái tài lộc thì quý vị cũng phải bỏ ra rất nhiều cái công sức thì mới có thể là gì, thu hút được cái vận may về tài lộc tiền bạc đến với mình. Bên cạnh đó thì những người tuổi đinh mùi thì gặp cái tháng này, đâm ra là nó cũng sẽ đỡ hơn cái vất vả phần nào đối với những người tuổi đinh sửu đó. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để mà trợ mệnh hộ thân. Thưa quý vị, như vậy là trong tháng 6 âm lịch thì chúng ta sẽ có 6 con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Đó là những con giáp sau đây. Con giáp may mắn đầu tiên đó là những người tuổi 1947 là tuổi đinh hợi. Thứ hai, 1977 là tuổi đinh tỵ. Thứ ba, 1987 đinh mão. Thứ tư, 1957 đinh dậu. Thứ năm, 1967 đinh mùi. Và thứ sáu là 1997 là đinh sửu. Đây là 6 con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Đó. Thưa quý vị, thì bên cạnh những con giáp dễ cơ hội trúng số đổi đời thì cũng có những con giáp làm ăn cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, làm đến đâu thì hưởng đến đó, và quý vị chỉ cần cố gắng nỗ lực thì cái vận trình tiền bạc tài lộc cũng không phải là cái vấn đề mà quý vị phải lo nghĩ. Đó. Được chính tài trợ mệnh, đâm ra là trong thời gian này làm gì cũng được quý nhân đứng bên cạnh giúp đỡ, song hành. Thêm nữa, cái vận may về tài chính nó cũng khá là tốt. Đó. Thì đó là những người mà gặp cái vận chính tài. Chính tài thì nó bao gồm những người có thiên can là bính. Thiên can bính thì nó gồm những tuổi nào, chúng ta cùng xem nhé. Thì đầu tiên chúng ta có 1996. 1996 là tuổi bính tý, cũng hành thuộc thủy.
Thứ hai là Bính Dần là 1986. Cũng ai thuộc hỏa. 1976 là Bính Thìn, cũng hành thuộc thổ. 1966 là Bính Ngọ, ngũ hành thuộc thủy. 1956 Bính Thân, ngũ hành thuộc hỏa. Và 1946 là tuổi Bính Tuất, ngũ hành thuộc thổ. Đó. Thì đây là những con giáp tỏa vận chính tài. Nói chung ấy, với những người đang kinh doanh buôn bán thì sẽ công việc sẽ thuận buồm xuôi gió và luôn tìm kiếm được những cái nguồn hàng cũng như là khách hàng đầy triển vọng. Còn với những người mà làm công ăn lương thì cái thu nhập cũng sẽ ổn định. Trong thời gian này quý vị sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Vậy nên cái phần thưởng nóng và dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Đó. Vậy thì chúng ta cùng xét xem cho những con giáp nào tuổi nào tuổi may mắn nhất nhé. Thì chúng ta biết cái tháng Tân Mùi nó có hành thổ, thổ sinh kim, những người mệnh kim sẽ may mắn nhất. Thứ hai là mệnh thổ, thứ ba là mệnh mộc, đúng không ạ? Và trong những con giáp này thì mệnh kim thì chúng ta không có đó. Thứ hai là mệnh thổ. Mệnh thổ thì chúng ta có 1976 là Bính Thìn và 1946 là Bính Tuất. Đúng không ạ? Thì hai tuổi này là như nhau, một là Bính Thìn này, hai là Bính Tuất này. Tuổi Bính Thìn ấy thì nói chung ấy, Thìn và Mùi là tương hình và Tuất và Mùi nó tương phá. Như vậy là hai tuổi này thì nằm trong cái bộ tứ hành xung. Mặc dù là được tài lộc nó chiếu đến nhưng mà cũng khá là vất vả và khá là phải bon chen thì mới có thể là có được cái cơ hội gia tăng thêm cái may mắn cho mình. Vì vậy mà đòi hỏi những người tuổi Bính Thìn và Bính Tuất sẽ cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa thì mới thu hút được những cái vận may về tiền bạc tài lộc cho mình. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người tuổi Bính Thìn và Bính Tuất ấy thì cũng sẽ đôi khi gặp phải kẻ tiểu nhân ngáng đường cản lối, ghen ghét đố kỵ mà sinh ra nhiều cái họa thị phi. Tiếp theo chúng ta sẽ tuổi thứ hai là những người mệnh mộc. Mệnh mộc thì trong tháng này không có đó. Thứ ba ấy, thì chúng ta biết tháng Tân 6 âm lịch nó tháng Tân Mùi. Tân Mùi là thuộc thổ đúng không ạ? Thổ được hỏa sinh cho. Vị trí là những người mệnh hỏa sẽ là con giáp may mắn tiếp theo nhé. Mệnh hỏa là chúng ta có tuổi Bính Dần và Bính Thân. Thì trong cái tháng Tân Mùi tháng 6 âm lịch ấy, những người tuổi Bính Thân sẽ may mắn hơn nhé. Nó xếp vị trí số 3. Và những người tuổi Bính Dần xếp vị trí số 4. Những người tuổi Bính Thân thì được gì? Mùi thổ sinh Tân Kim, vị trí là được cái địa chi nó tương sinh. Hơn nữa lại được cục diện là gì? Nạp âm ngũ hành nó cũng tương sinh, đâm ra là trong thời gian này ấy, thì nó cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn. Còn những người tuổi Bính Dần thì do là khắc, đâm ra là gì? Nó cũng sẽ kém may mắn hơn nhé. Đó. Tiếp theo cuối cùng thì còn những người Bính Tý và tuổi Bính Ngọ. Thì những người tuổi Bính Ngọ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Còn tuổi Bính Tý xếp vị trí số 6. Những người tuổi Bính Ngọ may mắn là được cục diện là gì? Ngọ Mùi nhị hợp. Đâm ra ấy, trong thời gian này nó cũng sẽ gặp nhiều cái tốt điều tốt lành hơn. Còn những người tuổi Bính Tý 1996 thì gặp Tý và Mùi là cục diện lục hại. Vì vậy mà nó cũng sẽ bớt đi phần nào và trong thời gian này cũng gặp nhiều cái hung họa. Bởi thế cho nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những con giáp trong này quý vị cũng cần luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân là một cái pháp khí phong thủy chuyên để chiêu quý nhân, đấy, hóa giải những thị phi xung sát và tăng cường cái vận nhân duyên. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, giúp hóa giải những xung khắc thị phi, cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc thì cũng ùn ùn kéo đến. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những con giáp này nhé. Thưa quý vị, như vậy là vừa rồi Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái tháng 6 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ cũng sẽ giúp ích phần nào cho quý vị có thể nắm bắt được cái vận thế để quý vị có thể tự tin phấn đấu trong công việc cũng như là trong cuộc sống, giúp quý vị có một cái tháng suôn sẻ, bình an, thuận buồm xuôi gió. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.